Vâng, này này em, sang bonsai Nhật Bản các bác nhé. Hôm nay em lại xin phép được lên một video một cây thông đen Nhật Bản rất là già để mời quý vị các bác cùng anh chị em vào thưởng lãm cũng như giao lưu cùng với nhà vườn nhé. Rất tuyệt vời luôn quý vị các bác nhé. Một cây dáng huyền, hàng mini bàn trà rất tuyệt vời luôn các bác nhé. Hoành cây này 12 ạ, tàn là 40 các bác nhé, chiều cao là 20. Giá tác phẩm này chỉ có 6 triệu các bác nhé. Bác nào muốn giao lưu tác phẩm này thì có thể về với xã Thoan, huyện An Phượng, thành phố Hà Nội, hoặc liên hệ theo số điện thoại 0976 821 509 sang bonsai Nhật Bản các bác nhé. Rất tuyệt vời luôn. Cây rất già, chi rằm rụt rịt này các bác. Già tới tận chi rằm rồi các bác nhé. À, các bác nhìn này, bộ rằm. Cây này không chơi còn chơi cây nào các bác. Nói chung là một tác phẩm xứng đáng để chơi, xứng đáng để sưu tầm các bác nhé. Rất cảm ơn quý vị các bác cùng anh chị em đã quan tâm và ủng hộ kênh sang bonsai Nhật Bản nhé. Nếu quý vị thấy video hay thì xin xem một like và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi cũng như săn cho mình những tác phẩm bonsai Nhật Bản đẹp, giá hợp lý các bác nhé. Em xin cảm ơn và em xin được kết thúc cuốn video này ở đây ạ. Video mang mã số bonsai Japan 06 các bác nhé.